ơi. Nhưng mà mày nói Đừng ngồi lại đây. Đừng ngồi lại ngồi với ba. Bình Bình không lấy iPad cho em hả? Dạ chứ. Dạ chứ. Bệnh về sao? Rồi bạn nói sao nó ngồi lên chân ba. Rồi bạn nói sao bạn nói hàng hiếp em lắm hả? Bạn nói sao nói lại bạn nghe coi. Bạn nó chửi mà chửi sao nói chính xác không cầm điện bạn cứ chửi là ông này ông ba ơi bên trời